Rồi, xin chào mọi người, mình là đơn vị của Nụ Cười Mekong. Ngày hôm nay mình có đang hiện tại mình đang ở tại Cồn Tân Long. Thì ở trên đây mình đang tham quan, hiện tại là không phải là mùa nước nổi, nhưng mà trên đây khi mà mực nước sông bây giờ thì nó cũng đang lên cao. Nếu mình có một chút xíu mình có đi bờ sông ấy, thì mình thấy là mực nước ở đây nó khá là cao. Thì khi mà vào mùa nước nổi ấy, thì mực nước nó lên so với bình thường khoảng tầm độ là 2m3. Thì ở đây là xung quanh cồn này thì sẽ có một con đường, chỉ duy nhất một con đường này thôi, là đi xung quanh cái cồn Tân Long này luôn. Và khi mà mùa nước nổi tới như vậy thì cái đây mình thấy là con đê nè. Con đê của mình là trên lệch với lại cái bờ này khoảng tầm độ là hơn nửa mét. Nhưng mà khi mà mực nước nổi, mùa nước nổi mình nó lên như vậy thì nó lên ngập tới khoảng tầm độ là xem cái đoạn này. Nếu mình đứng thì nó lên khoảng tầm độ 2-3 găng tay. Đa phần là những thời mùa nước nổi thì nó lên chỉ khoảng tầm độ là từ 5 giờ sáng tới khoảng tầm độ 8 giờ, giờ sáng thôi, nó chỉ lên 2 tiếng đồng hồ. Và buổi chiều nó cũng vậy, nó lên từ 5 giờ chiều tới khoảng tầm 8 giờ chiều. Cứ mỗi ngày là đứt ra 6 tiếng nước lên và 6 tiếng nước xuống như vậy. Và người dân ở đây thì nhờ mùa nước nổi như vậy thì cây trái của họ tươi tốt hơn và không cần bón phân gì cả. Thì tới những cái mùa như vậy, nếu mà mùa nào mùa nước nổi nó lên cao và nó lên về đầy đủ á, thì hầu như là cây trái của mình nó sẽ rất có nhiều trái như thế này. Giống như năm nay là cây mùa nước nổi của mình là về 3 tháng luôn, nên là cây trái của mình bây giờ là rất là chịu. Hầu như là mình mới vào đầu mùa thôi nên là trái cây rất là nhiều. Bến Tre là gần 3 km. Cái cầu này thì nó tổng cộng có 3 cái nhịp cầu. Nhịp đầu tiên có dám không? Không, có đâu, quay cô Hương dẫn giới thiệu nhau nhé. Cái là phấn hoa chị. Cái này là phấn hoa nha. Cái này là phấn hoa nha. À. Còn cái này là mật ong nha, mật ong nuôi nha. Nhanh ghê. Phát trà em. Cái này là nước trà đá nước lạnh. Trà đá nước lạnh. Được, khuấy đều giùm em nha. Đấy, uống nước. Dừa thì họ sẽ lựa những cái dừa khô rám như thế này và dùng cái dụng cụ đó để bóc cái vỏ dừa ra. Nhà mình biết cái tên cây này là cây gì không ạ? Cái cây này người ta gọi là cây nầm, tức là chữ O như này, A-G-O là nầm, nhưng mà do người miền Tây họ phát âm không chuẩn ra thành chữ nầm, tức là họ kêu là cây nầm nhưng mà lúc nào nó cũng đứng hết trơn chứ không có nằm sướng. Họ sẽ dùng cái dụng cụ này để bóc cái vỏ dừa ra. Sau khi bóc ra rồi thì cái vỏ dừa này họ có thể làm thảm sơ dừa, làm than trồng lan hoặc là ung mũi đều được hết. Sau đó họ sẽ chẻ đôi cái trái dừa này ra. Thì chẻ đôi ra rồi cái nước dừa ở bên trong này họ sẽ thắng làm nước màu dừa. Cái nước màu dừa này nhà mình mang đi kho cá, kho thịt, nó sẽ ra một cánh dáng rất là đẹp. Và đặc biệt là mình xài đến khi nào hết thì thôi, chứ nó không có hạn sử dụng. Sau đó họ sẽ lấy cái cơm dừa này ra. Cái gáo dừa này nếu nó bỏng bể người ta sẽ chụm củi làm than, nhưng nếu mà nó dày đẹp thì người ta sẽ làm củi công mỹ nghệ. Nhà mình có muốn thử nước dừa không ạ? Có. Nước dừa khô thì nó không ngọt lắm đâu nha. Cho con nữa. Để xay cho nó nhuyễn ra như thế này. Cái này mình lấy cái phần cơm dừa này mình xay nó nhuyễn nó thành thành coi nha. Rồi xong rồi, sau khi mà xay nhuyễn xong ấy, thì mình túm lại thì mình sẽ đi qua cái công đoạn bên đây. Thì nó sẽ có một cái máy đè. Thì nó sẽ đè ép qua chỗ mà mình sẽ đặt những cái cơm dừa đó vào trong cái lưới trắng như thế này và ép lấy nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa đây là nước cốt dừa nguyên chất, không pha với bất cứ thành phần nào hết. Sau đó cái phần xác còn lại đây họ sẽ ủ 1 đến 2 ngày sau họ sẽ ép tiếp, cái chảy ra không còn nước cốt dừa nữa mà là nó là dầu dừa, là cái này mình phải thắng lại một lần mình mới có thể sử dụng được. Dầu dừa ở đây thì nó có hai loại, một loại là thắng ở nhà nó sẽ ra cái màu vàng, mình có thể thay thế với dầu ăn ở nhà mình được.
Cái thứ hai đó là dầu màu trắng thì họ đó là lấy từ nhà máy họ ép lạnh, thì cái đó mình không thể ăn được, mình chỉ sử dụng ngoài da thôi, bởi vì nó có hóa chất ở trong đó. Thế còn cái nước ban đầu ép ban đầu là nước cốt dừa. Thì cái nước cốt dừa đó họ sẽ bỏ vào trong cái con này, đó là 80% nước cốt dừa. Dạ đây, nó cũng làm muốn hết rồi. 80% nước cốt dừa và 15% là mật nha. Thường thì họ sẽ làm đầy cái son này, bữa nay là nóng hết. Họ bỏ vào trong này, sau đó để lửa cho nó hơi riu riu suốt hơn 3 tiếng đồng hồ cho nó hòa tan lại với nhau. Sau đó họ sẽ lấy một cái lượng dừa phải đưa ra chảo này để nấu. Nấu như vậy và khuấy đều suốt như vậy khoảng từ 45 đến 50 phút. Thì cái chất lỏng này nó sẽ cô đặc lại. Sau đó người ta sẽ bỏ thêm 5% vào nữa, đó là phụ liệu. Đậu phộng, lá dứa, sầu riêng hoặc là cacao. Sau đó họ sẽ đưa ra cái bàn làm kẹo ở phía bên này. Họ sẽ cắt bằng tay, do cắt bằng tay nó không lẻ, nó không đủ cái lượng để cho mấy chị kia gói, nên họ phải chuyển mà làm cái máy cho nó nhanh hơn. Đây mà nhà mình sử dụng, nhà mình thử là cái này là kẹo dừa đậu phộng nha. Mình ăn mình sẽ cảm giác nó ngọt mà nó không có dắt thấy đậu phộng của mình, dạ kẹo dừa đậu phộng. Thường thì ở đây nó sẽ có 5 loại dừa đậu phộng, lá dứa, sầu riêng, cacao và nguyên chất. Sau khi họ cắt ra thành từng khúc nhỏ như thế này rồi, họ sẽ gói lại ở bên trong, nó sẽ là một cái lớp giấy trang hay gọi là bánh tráng nha. Và cái tờ màu trắng này, cái này mình có thể ăn được luôn. Khi gói lại thì nó nằm ở bên trong và cái lớp giấy ở bên ngoài. Mỗi một cái lớp giấy bên ngoài nó sẽ có một cái màu khác nhau, để hiện cho một loại kẹo khác nhau. Như cái kẹo mà chị này đang gói, nó là màu tím, nó là kẹo dừa nguyên chất. Màu xanh lá cây là lá dứa, màu xanh dương là sầu riêng, màu nâu là cacao và màu vàng là đậu phộng. Con lên đi. Một xe 5 người ạ. Dạ, lên chị 5 người á. 5 người rưỡi đi. Cái nãy chị em kêu có chừng đụng cái đầu là được rồi. Rồi, mỗi xe mình lên 5 người được. Rồi, lên được. Nhớ dịnh bé nha, đi lên dốc tàu với quẹo phu á, dịnh bé lên dùm em nha. Đi lên này mày. Đi lên này, đi lên này. 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 Đi mình đi hả?
Ô, đi luôn hả? Rồi, cho em lên 5 người xuống nữa đi ạ. Đâu còn sao cái này nó hạ xuống đất thế nhỉ? Đúng nhiên, ngồi ngồi cân ra giữa, ngồi cân ra giữa. Chú vẫy tay chào đi. Nhiều người gặp chú lắm đấy. Ở đây tổng cộng bao nhiêu chiếc thuyền ạ? Cháu quay đăng YouTube ạ. Đấy, cạn đấy. Cái này thì người ta trả bao nhiêu tiền của cô?